thì các bác trai có về ăn cơm không? Bác trai không. Nay cháu tìm anh cháu đó, cháu đi cháu nhờ và xin ăn bát cơm rồi cháu về. Ừ, đây là thật.
cháu thì mang về cháu nấu cơm, còn bác cho cháu nhờ ăn một bữa cơm đấy nhá. Rồi. Bác nấu cơm chưa? Bác cơm bác nấu rồi. Vâng. Cháu vào nhà đi. Vâng. Bác ơi, cả nhà bác đâu hết rồi? Cả nhà bác đi làm hết rồi. À. Ở trên chỗ mình này nhìn khung cảnh đẹp nhỉ? Vâng, chỗ mình thì cạnh chỗ nào cũng đẹp cháu ạ. Vâng. Con của bác đâu rồi? Con của bác cũng đi làm hết rồi. À. Bác ơi, thì có bác trai có về ăn cơm không? Bác trai không ạ. Nay cháu đi tìm măng, cháu đói quá nên cháu nhờ và xin ăn bát cơm rồi cháu về. Vâng, đấy là thật. Thank you.
ăn cho bút bình á. Một hai nào mình ăn 50.000. Để dưới dưới thôi. Chị ăn luôn. Bác lên vào ăn cơm. Vâng. Con được chịu. Có sao đâu. Có cô người ăn. Bác cho cháu ăn cơm. Vâng. Cháu cảm ơn một bữa cơm của hai bác nha. Bây giờ cháu còn lấy mang về đi bán để lấy tiền mua gạo ăn nữa. Vâng. Cháu chào hai bác nha. Vâng. Cháu đi về đây. Vâng. Bằng em ơi. Vâng. Đi bao tiền em? 10.000. Để cho anh hết đi. Vâng. Có tiền. Ừ. Rồi, em lấy bằng này thôi. Đúng này em gọi đi nhá. Mang về nhà đi nhá.